Ở đây nhà em có hồng đào cổ và hồng bạch cổ nha các bác nhé. Hồng đào cổ, bạch cổ. Chờ lát nhá. Chờ một lát. Hoa hồng cổ các loại các bác, chờ em phát thêm một cái like lên trên TikTok nha. Hoa hồng đào cổ các loại. Nhiều bác mà đang băn khoăn là trồng hoa hồng thì rất là khó chăm, khó trồng, khó chăm sóc, thì trồng cái loại nào thì nó dễ chăm. Thì hôm nay em quay cho các bác cây hồng đào cổ, một trong những cây hồng là dễ chăm nhất trong các loại đấy ạ. Nói chung là trồng hoa hồng thì mọi người cứ trồng hoa hồng cổ thì nó sẽ dễ chăm. Hồng cổ có một số loại như hồng đào cổ, bạch cổ, cổ Huế. Ba cái loại này là ba loại dễ chăm nhất. Đào cổ, bạch cổ, xong đến cổ Huế. Cổ Huế này, đào cổ, bạch cổ nhá. Cổ Huế thằng dễ chăm nhất, xong đến đào mới bạch. Các bác cứ trồng ba cái loại cái này thì không bao giờ lo là cây có vấn đề gì không. Nó phù hợp thời tiết khí hậu Việt Nam. Như cây này em đang quay cho các bác là cây đang rất mầm lộc nụ rất là đẹp này. Đây là tông màu này là tông màu hồng phấn, phấn hồng nhá. Hoa hồng nó có rất là nhiều màu, như cái màu phấn hồng này, là màu hồng phớt, nó không bị chói mắt quá. Khi nó nở rộ nó tạo lên cái hiệu ứng khá là đẹp đấy ạ. Đây. Tông màu phớt hồng nhá. Nếu mà bác nào thích màu phớt hồng, hồng phớt này thì các bác đừng bỏ qua cái cây hồng đào cổ này nhá các bác nhá. Đấy. Hoa hồng cổ thì có một số loại đẹp như là hồng đào, hồng bạch, hồng cổ Huế rồi là Sapa. Thì duy nhất thì có thằng Sapa nó có cái nhược điểm là nó hay bị chết răm. Chết răm khi mà thời tiết là quá nắng thì nó hay chết răm, nhưng mà cái cây này thì nó gần như nó không có nhược điểm này. Hoa của nó thì hoa quanh năm. Cây này là 4 củ rưỡi nhá các bạn nhá. 4 củ rưỡi. Hoa của nó là hoa quanh năm, đông xuân hè thu đều ra hoa. Nó một cái ưu điểm của cây hồng hoa hồng hơn các loại khác đấy ạ. Nó hoa quanh năm, đông xuân hè thu đều ra hoa, và chu kỳ lập hoa của nó khoảng 30 cho đến 35 ngày một nứa hoa. Tức là cứ khoảng 35 ngày các bạn chơi hết. Đây bọn này là chuẩn bị đến một nứa hoa này. Một cây như này khi vào rộ hoa nó có hàng trăm bông hoa. Khi các bạn chơi hết hoa thì các bác lấy cái kéo nhá. Các bác cắt tỉa hoa đi, ví dụ như bông này sau khi các bác chơi hết này thì các bác đếm này. 1 này, 2 này, ba cái lá này, thì các bác lấy cái kéo các bác cắt, đếm được ba cái lá nó bắt đầu cắt. Đây, cắt được đoạn này. Như vậy em nhà vườn thì bọn em nhìn chỉ cần nhìn liếc qua là được, còn các bác đếm đếm cái lá, ba cái lá nào các bác cắt được ạ. Hoa đào cổ nhá. Hàng này bên em bán là hàng thân nó xanh sạch. Thân xanh sạch là hàng như nào, là thân nó không bị lỗi tật, không sẹo, không u tật, và hàng này hàng nguyên bản nhá mọi người nhá. Hàng nguyên bản em quay sát thân cho mọi người xem này. Đấy, cây rất là đẹp, thoát thân. Hàng một thân nhá. Và đây là hàng nguyên bản đấy các bác, nhìn cái mầm gốc nó mọc lên này. Mầm gốc không phải mầm tầm xuân đâu nhá. Em đo thử thoát thân cho mọi người xem này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Con này thoát thân 1 mét. Cái này là thoát thân 1 mét nha các bạn nhá. Tán của nó 2 mét. Tán của cây này khoảng 2 mét, hơn 2 mét, và thoát thân là 1 mét ạ. Đang mầm nụ chi chít, tông màu phớt hồng. Bác nào mà đang muốn set up một vài cây hồng cổ để trồng sân vườn thì các bác nhớ là đừng bỏ qua cây này nhá. Một trong những tông màu hồng đẹp nhất đấy ạ. Màu hồng, phớt hồng, phấn hồng nhá. Các bác cứ mỗi loại các bác mua một cây là được. Trồng một loại là phớt hồng này, một loại là cổ Sapa này. Trồng một loại là màu trắng này, trồng một loại cổ Huế này. Mỗi loại các bác trồng một cây là được, bởi vì mấy cái giống này đều là những giống đẹp. Cây tiếp theo này. Đấy các bác nhìn trên cây là đang mầm nụ tu tủa luôn. Cách trồng và chăm sóc hoa hồng như nào thì các bác chơi, các bác về các bác chỉ việc, khi các bác mua cây này về là các bác chỉ việc tưới nước trong vòng 1 tháng đầu. Sau khi các bác trồng nó ổn định rồi, trồng ổn định 1 tháng, cây nó bắt đầu nó đâm lộc với cả mầm lên rồi, thì các bác chờ chơi hết nứa hoa. Trồng sau 1 tháng ổn định thì có thể bón phân nân hoặc là đỗ tương xay ủ mục đều được, phân lợn, phân bò, phân dê.
Nói chung là dễ, rất là dễ trồng và dễ chăm sóc nhá. À, cây như này là bên em đang bán là giá là 4.5 triệu nhá mọi người nhá. Cây như này bên em đang bán là 4.5 triệu ạ. Hàng thoát thân cao. Còn là hàng thoát thân cao nhá, cùng là cái hàng thường là hàng vanh gốc như nhau, nhưng mà nếu thoát thân khác nhau ấy thì giá nó cũng khác nhau. Mình ở Văn Giang Hưng Yên nha các bạn nhá, Văn Giang Hưng Yên. Đây ạ, em quay sát cho mọi người xem này. Vanh của nó là vanh 12, đường kính gốc của nó khoảng là 4 đấy ạ. Vanh 12 là đường kính gốc của nó khoảng 4. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này. Con này thoát thân là 1m1 này các bạn nhá. Cái này thoát thân của nó là khoảng 1m1. Em cứ nhận dạng thoát thân 1 mét trở lên. Tán của nó tán sải tay. Và tông màu của cây này cũng là cây tông màu phớt hồng. Màu hồng phấn nhá, hồng cánh sen. À, màu hồng phấn nhẹ nhàng. Giá của nó là 4.5 triệu nhanh nhá. Giá lên xe tại vườn ạ. Giá lên xe tại vườn là 4.5 triệu. Rồi em xem cây nào đẹp nữa nào. Đây. Hoa của nó khi. Đây cây rất là đẹp. Màu hồng của nó như này nhá, khi bông hoa nó nở, nó nở hết thì nó sẽ như màu hồng, nó sẽ như này. Màu hồng phấn sen rất là đẹp. 4.5 triệu các bạn ơi. Không phải 450k mà là 4.5. Là 4 triệu rưỡi đây. Là mọi người là cứ phải hỏi mình, hơi vặn vẹo mình là 4.5 triệu là bao nhiêu triệu. Là 4 triệu rưỡi thôi. Hàng này là đã uốn, đã làm tán rồi, tán rất là đẹp, tán sải tay, tán một này tán 1m8, 2m luôn. Răm vầy tán mịn, đang bật rất là nhiều mầm, độc lụ nha các bạn nhá. Bác nào quan tâm thì nhắn tin vào số điện thoại em để đầu kênh ấy. Số điện thoại em để đầu kênh. Cây này nhà bên mình trồng nó mất rất là nhiều thời gian đấy. Nói chung là giá nó không phải là giá cao đâu mọi người ơi. Vanh gốc 11, 12. Bạch cổ này. Bạch cổ đây em xem. Ở đây sang tông màu trắng nhá. Tông màu trắng thì em quay cho mọi người cái màu trắng đi. Trời em nát. Màu đỏ đây, màu đỏ trước đi nhá. Màu đỏ hồng này này. Thì nhà em còn cây này là giá 4.5 triệu này. Là màu là hoa hồng cổ Huế này. Cổ Huế là một trong những loại mà được săn lùng nhiều nhất, được yêu thích nhiều nhất đây này. Tông của nó màu hồng. Màu hồng đỏ hồng ạ. Chuẩn gốc hồng hay gốc ghép bạn ơi, nguyên bản nhé bạn nhá. Gốc gốc nguyên bản của nó chứ không phải là hàng ghép nha các bạn nhá. Đây. Bên mình thì không bán hàng ghép đâu các bạn ơi. Hàng ghép chỉ có bên Mê Linh các bạn ấy mới sản xuất hàng ghép thôi, chứ bên Văn Giang bọn em là không sản xuất hàng ghép đâu các bác nhá. Cái là cây hoa hồng cổ Huế này, cây hoa hồng cổ Huế cái tặng này cũng là hàng tặng 4.5 triệu này. Mới ở đây này em còn một cây 4.5 triệu nữa đây này. Nó hồng cổ Huế, cổ Huế thì giá nó cao hơn cái thằng đào cổ. Cổ Huế là thằng giá cao nhất. Đây. Cái lại là cổ Huế này. Đấy, giá là 4.5 triệu. Cổ Huế là giá cao nhất. Cái thủy đà, vâng em đây anh ơi. Các bác xem like thả tim, thả like cho em đi mọi người ơi. Mỗi bác cho em xin một tim, một like tăng tương tác mọi người ơi. Em đi em quay lần lượt từng cây cho các mọi người ngắm. Đây. Bạch cổ nhá. Thực ra hồng đào cổ vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà quay sang cái màu khác đi, để cho mọi người cùng được ngắm thêm màu khác nữa. Nếu bác nào mà yêu màu trắng và ghét sự giả dối thì các bác có thể mua cái cây màu trắng này. Hồng bạch cổ cánh xếp nha các bạn nhá. Bạch cổ cánh xếp. Vanh gốc của nó cũng là vanh gốc 11, 12 như cái hạt thằng đào kia. Nhưng con này là màu trắng. Bạch cổ cánh xếp ạ. Hoa nó trắng tinh khôi như thế này. Hoa rất là thơm, trắng tinh khôi. Đấy, trắng tinh như này. Bác nào yêu màu trắng ghét sự giả dối thì có thể trồng em này nhá. Tông màu trắng rất là đẹp luôn. Hồng bạch thì cái gốc vanh gốc nó sẽ nhỏ hơn thằng hồng đào một chút xíu, bởi vì bạch nó sẽ đắt hơn. Có cây nào tầm 2 triệu lộn lại không? Có nhá bạn chàng vịt nhá, nếu bạn mua cây 5 triệu thôi, cây như này là 4 triệu rưỡi là anh Tâm Bồ Đề Tâm này. Cây như này là em đang bán là 4 triệu rưỡi đấy này. Cây như này đang bán 4 triệu rưỡi ạ. Đây là cái hồng bạch thì nó sẽ nhỏ hơn hồng đào. Hồng đào nó sẽ rẻ hơn mấy loại kia. Nó tùy tùy theo cây nhá. Vì đây cây hồng đào này cây rất là to này.
Tán to dày to hơn cái cây hồng bạch kia, nhưng mà giá của nó cũng chỉ có 4,5 triệu thôi. Tán bao nhiêu? Tán hơn 2 mét anh ơi. Như cái cây đào cổ này tán hơn 2 mét này. Tán hơn 2 mét và hoa của nó đây ạ. Hoa của nó tông màu đào, màu hồng đào rất là đẹp luôn. Đấy. Bác nào có niềm đam mê với hoa hồng thì hãy thử sức trồng một cây hồng cổ đi. Các bạn nếu mà cứ lăn tăn giữa hồng đào và hồng cổ, hồng bạch thì các bạn có thể chọn trồng mỗi loại một cây. Nhà em là đều là hàng thoát thân 1 mét trở lên. Bao nhiêu tiền em? Hàng này em bán 4,5 triệu nha anh nhá. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Con này thoát tầm 1 mét này. Và cái da của nó ấy, em quay sát thần gần cái thân ấy. Cái thân của nó là hàng xanh sạch nhá, hàng thân nó không bị lỗi, không bị sẹo, không bị tật ạ. Thân cây của em là không bị lỗi, không bị sẹo, không bị tật nha các bác nhá. Thân rất là đẹp. Thân rất là đẹp nhá, không lỗi, không u, không sùi, không cục. Không bị bệnh hủi. Đấy, nên cái thân của nó rất là hàng xanh sạch. Ship qua EcoBox không bạn? Có qua EcoBox nha bạn nhá. Riêng EcoBox thì lại free ship. Giá 4,5 triệu là giá lên xe tại vườn, nhưng mà bạn ở EcoBox thì tức là rất là gần mình thì mình có thể free ship cho các bạn ở EcoBox nhá. Có thể free ship cho các bạn ở EcoBox, mình từ EcoBox vào mình rất là gần. Đây. Hoa hồng mà to như bát ô tô thơm là loại nào em? Hoa hồng mà to như bát ô tô mà thơm nó là hồng cổ tàu của Trung Quốc nhá. Đấy là giống cổ tàu của Trung Quốc. Cái loại đấy thì nó rất là khó trồng và khó chăm sóc đấy. Khi mà các người ta chụp ảnh mẫu ấy, thường là ảnh toàn đều ảnh ở bên Trung thôi. Vào mùa hè cây đấy nó rất là khó chăm. Mua 3 cây cũng là 4,5 triệu một cây, nhưng mà có thể hỗ trợ tiền ship nha các bạn nhá. Mình bán đồng giá là 4,5 triệu một cây. Cây như này trồng mất 5-6 năm đấy các bạn nhá. Hàng một thân rất là đẹp. Hàng này là đều hàng tuyển hết đấy. Hàng tuyển thân của nó thân xanh sạch đấy. Hàng tuyển thân xanh sạch, thân rất là đẹp luôn. Tứ mã kia, đang lang thang kia, đang ngồi kia. Tôi chán ông tứ mã của các ông lắm. Đây. Em ở Thường Tín mà không có nhu cầu mua vì có khá nhiều hồng rồi. Cổ này là cổ đào nhá các bạn nhá, hồng cổ đào. Chị ơi, vụ ở trường Tân Dân xong chưa? Chưa biết là xong hay chưa cơ. Chưa biết là cái vụ đấy ở đấy xong hay chưa. Thấy bảo trả lại, được trả lại 4-5 khoản đấy, khoảng 500 nghìn một khoản đấy. Nhưng mà các phụ huynh học sinh người ta vẫn chưa đồng ý với những khoản trả lại đấy. Tức là người ta vẫn còn nhiều khoản. Tức là nhà trường thì đã công bố, công khai cho phóng viên là trả lại tiền cho phụ huynh học sinh là mỗi người, như mỗi nhà là hình như là mỗi một cháu đi học là khoảng 500k đấy. Nhưng mà phụ huynh học sinh người ta vẫn chưa đồng ý với những cái khoản trả lại đấy. Theo người ta là vẫn còn nhiều hơn. Theo người ta là vẫn còn nhiều hơn. Thì là người ta yêu cầu là phải giải trình thêm những khoản nhiều khoản nữa. Để người ta đòi thêm đấy. Theo người ta là phải trả lại khoảng tầm 1 triệu cơ. 1 triệu một cháu cơ, nhưng nhà trường mới trả lại làm là danh sách là hình như là mới trả lại còn 500 thôi. Cây như này là 4,5 triệu ạ. 4,5 triệu nhá. Hoa hồng đào cổ các bạn ơi. Hoa hồng đào cổ rất là đẹp. Bác nào quan tâm thì inbox vào số điện thoại mình để ở phần thông tin liên lạc đầu kênh nhá. Thông tin liên lạc đầu kênh. Mình đi mình quay một vòng cho các bạn nhá. Cái hàng cây này của mình nó không là tích hợp được TikTok Shop như các sản phẩm khác. Bởi vì nó còn là hàng gọi là hàng cồng kềnh ấy. Hàng cồng kềnh. Có cổ Hải Phòng. Có cổ Hải Phòng. Những cái hàng này nó là hàng cồng kềnh nên chỉ có quay thôi. Bác nào ưng thì các bạn cứ nhắn vào sao số điện thoại mình để đầu kênh thôi, mình gửi ảnh, mình chụp ảnh, mình báo giá từng cây một cho. Đấy. Mình phát like xong lát nữa mình đi mình chụp ảnh nhá. Bây giờ mình cứ đi qua một cây. Đây, cây lạnh đẹp này. Đẹp chưa? Tán to dày, cái quan trọng nhất là cái thân này. Mọi người đi mua cây ban đầu mọi người sẽ nhìn thân. Thân thế là cây thân xanh sạch. Thân xanh sạch, sau đó là mọi người mới nhìn bóng tán. Thế là nhìn thân xong bắt đầu mới nhìn bóng tán. Nghĩa là thân và bóng tán cân đối đẹp là được, vì hàng này hàng rất là đẹp luôn. La phong đâu em, la phong nó hồng ngoại. Ở vườn này đều hồng cổ thôi. Cái này là 4,5 củ ạ. Mình là yêu thương một người say đắm.
các bạn nhìn thấy không? Với em tiên nữ cái đấy 5 năm có vụ như thế dân cho cô hiệu trưởng đi tù. Bà đấy chẳng phải xứng đáng ngồi tù thật sự luôn. Ăn bao năm thì có phải năm nay mới ăn đâu. Năm nay là gọi là dân người ta quá bức xúc luôn. Trường trường Tân Dân đấy đóng tiền gấp đôi các trường khác trong khu vực mà. Mà mang tiếng là cái huyện gọi là cái xã đấy không phải xã giàu đâu. Xã Tân Dân là cũng là xã gọi là nghèo nhất huyện nhưng mà đóng tiền thì nói chung là nhiều nhất huyện luôn. Ở trên Xuân Quan này, trên Xuân Quan là cái vùng giáp Hà Nội đây, mình hỏi người ta còn đóng tiền có bằng một nửa. Bằng một nửa luôn mà xã thiết người ta kiến thiết nào là sân bóng nào có thứ cơ sở vật chất nó tốt hơn nhá. Mà còn đóng tiền ít hơn. Ở mình cơ sở vật chất thì tồi tàn nên đóng tiền nó rõ lắm. Cây này là 4 củ rưỡi ạ. Hôm nay bức xúc thế có gì đâu, em có bức xúc gì đâu. Như ở trên Xuân Quan này á, các trường đều có sân bóng và các thứ, các khu vui chơi nó rất là khang trang, các trang bị thiết bị học tập ấy rất là khang trang các thứ cho các cháu ấy. Mà học phí thì đóng rất là ít nhá. Em hỏi tham khảo học phí đóng rất là ít luôn. Nhưng mà ở dưới trường Tân Dân kìa nói chung là không được trang bị đầy đủ đâu mà trường biết thì tồi tàn thập sệ nhưng mà đóng tiền rất là nhiều. Một cháu đi học đóng cả 7 triệu tiền học phí một năm. Một năm hơn 7 triệu chứ. Nhà nào mà có 3 cháu, có nhà có 3 cháu nhá. Có nhà đẻ kiểu đẻ cách năm 1 năm 1 đi. Ba đứa đi học cấp 1, một đứa học năm 1, một đứa học lớp 3, một đứa học lớp 5. Là ba cháu nào vào khoảng hơn 20 triệu, khoảng 22 cho đến 24 triệu tiền học một năm. Bố mẹ chạy tiền cũng phát ốm luôn. Đối với những gia đình có điều kiện thì người ta thấy bình thường nhưng mà kiểu ở quê nông thôn ấy, bố mẹ đều đi làm công nhân, đều lương 5 triệu một tháng. Hai vợ chồng được 10 triệu một tháng nuôi con đi học mà kiểu nuôi ba đứa con mà kiểu học phí mà có 7-8 triệu một tháng này thì nuôi nhọc lắm. Cây này là tán của nó tán hơn 2 mét đấy mọi người nhá. Đây là bác nào mà thích hồng bạch cổ nhá thì các bác chốt cái này này. Cái bạch này, cái bạch cổ tán rất là đẹp này. Hồng sa ba vanh bao nhiêu? Hồng sa ba vanh 20 nó phải tầm 25 triệu đấy, 20-25 triệu. Còn hỏi cái vanh nhỏ thôi, cứ hỏi cái vanh to thôi đến lúc báo giá cao này bảo là giao giá đắt thế. Đây có cái hồng cổ Sapa đây. Cái hồng cổ Sapa này 5 triệu thôi này. Học lớp 1 đây, con này em học lớp 2 đóng hơn 7 triệu một năm đấy. Mà được miễn học phí, học cấp tiểu học là được nhà nước miễn học phí mà. Miễn học phí nhưng mà đóng các khoản lặt vặt linh tinh. Còn cái tiền gì ủng hộ xây dựng nhà trường, rồi là quỹ khuyến học, rồi là tiền chào cờ, rồi là tiền thông tin liên lạc điện tử. Nói chung là toàn cái khoản tiền linh tinh thôi. Cứ lặt vặt rồi tiền tiếng Anh, rồi tiền kỹ năng sống linh tinh vào là hơn 7 triệu đấy. Cây này là 5 triệu nhá. Cây này là 5 triệu nhá. Cây rất là đẹp luôn. Bác nào quan tâm thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh nha các bác nhá. Bác nào quan tâm thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh. Đây. Hồng cổ Sapa thoát thân cao nhá. Ở vườn này có duy nhất một cây hồng cổ Sapa thôi. Hồng này là hồng nguyên bản nhá, hàng thoát thân cao nhá mọi người nhá. Hàng thoát thân cao nó rất là khó để làm được một cây thoát thân cao. Để làm được một cây thoát thân cao là phải có một cái mầm gốc ấy, nó phọt lên cao thì mới thoát thân được cao này. Đấy. 3 triệu không bán được cây này, nếu mà chốt giá được thì có thể chốt cho mọi người giá 4 triệu rưỡi. 20 40 60 80 1 mét mét 2. Mọi người mà muốn mua giá 3 triệu thì em có cả hàng giá 3 triệu cây cũng to như cái này nhưng nó là hàng đánh đất nha mọi người nhớ. Hàng đánh đất thì có thể nhận mọi người giá 3 triệu được, còn đây là hàng bịch. Hàng trồng, tại sao giá của hàng bịch với hàng đánh đất này nó khác nhau? Bởi vì hàng bịch ấy thì trồng trong bịch nó sẽ lâu lớn và chậm lớn hơn. Còn hàng hàng đánh đất ấy thì nó sẽ nhanh lớn nhưng mà hàng đánh đất về thì nó sẽ chột nhiều. Trông thì nó to nhưng mà về nó sẽ rất là chột. Về mọi người trồng nó sẽ không đảm bảo. Mọi người thích trồng hàng nào thì em cũng có hàng mà. Đây là hồng đào này. Cái hồng cổ Sapa này đều vanh tầm 12 đến 13 nhá. Đều vanh tầm 12. Hàng bịch thuần nhá. Hàng bịch thuần hàng này thì không chột nhá các bác nhá. Nên là mình không so sánh với cái hàng đánh đất ngày xưa đâu. Ngày xưa nếu mà mua hàng ấy,
Bác nào mua ngày xưa thì đều mua cái hàng đánh đất ấy, xong về cứ thấy kêu là cây chết mới là khó trồng thế. Hoa hồng này là phải làm hàng đánh đất, ngày xưa bọn em làm ấy chưa kinh nghiệm ấy, đều thả nó xuống dưới đất ấy. Xong là cứ thế là đánh cho khách, thế là về khách trồng gần chết thôi, thế là về cứ nghĩ là do cái hoa hồng nó khó chăm, nó không phải thế đâu. Ngày xưa do bà con mình không biết làm ấy, không biết làm, nó không biết cách làm. Bây giờ trồng nhá, gần như là 100%. Chỉ có những cây hồng cũ ngày xưa thì người ta mới trồng đánh đất, người ta còn sót lại người ta bán thanh lý nốt thì giá rẻ. Còn bây giờ mà trồng ấy, bây giờ mà trồng là trồng 100% vào cái bịch vải này, thì khi mình đánh lên thì nó sẽ không bị trột. Không bị trột thì là cây nó sẽ đảm bảo, nó sẽ sống, đảm bảo sống cho khách được. Còn nếu mà cây mà đánh từ đất, đánh trực tiếp lên, cây nó trột rất là ác. Hoa hồng này nó trột lâu lắm. Thế nên là mọi người không so sánh nhá, bởi vì có những cây hàng đất ấy giá nó còn rẻ hơn cái này rất là nhiều, nhưng về thời gian về mọi người chăm rồi mọi người mới biết, phải ai chơi rồi mới biết. 4.5 triệu nhá mọi người nhá, giá là 4.5 triệu ạ. Cảm ơn bạn Lâm Đình Điệp đã chia sẻ phiên này. Như cái ông Lâm Đình Điệp này, ông ấy bấm nhầm vào lúc chia sẻ, ông vừa follow phát là ông đã chia sẻ phiên này rồi. Đây, cây rất là đẹp này. Các bạn nhìn thấy không? Hoa tông màu hồng phấn này. Màu hồng phấn này. Các bạn nhìn thấy đẹp đẹp không? Màu hồng phấn nhá các bạn nhá. Giá là 4.5 triệu nhá mọi người nhá. Giá là 4.5 triệu ạ. Bạn nào quan tâm thì inbox vào số điện thoại em để đầu kênh ấy, em gửi ảnh báo giá cho. Mọi người quan tâm thì mọi người cứ inbox vào số điện thoại em để đầu kênh, hoặc là mọi người inbox vào phần tin nhắn của TikTok ấy. Này em để em gửi ảnh cho mọi người nhá. Vanh gốc khoảng 12 và thoát thân của nó là khoảng 1 mét. Thoát thân khoảng 1 mét ạ. Thoát thân 80 phân cho đến 1 mét tùy cây. Đây. Hoa hồng đào cổ nha bạn nhá. Hoa hồng đào cổ nha bạn, user 6337 nhá. Hoa hồng đào cổ nhá. Tán hơn 2 mét này, tán tròn này. Tán rất là đẹp luôn. Em có gửi về Yên Bái nhá, em gửi toàn quốc ạ. Em gửi hàng đi toàn quốc nhá. Vanh gốc 12. Giá em bán cái hàng này chỉ có 4.5 triệu thôi. Bánh 12. Tán rất là dày sum. Nhiều mầm lụ này. Hàng này nhà em trồng bịch thuần rồi. Hàng này trồng bịch thuần nhá, ngày xưa thì không biết, ngày xưa thì dân mình không biết, nông dân mình không biết đi. Thì đều trồng thẳng trực tiếp ra đất. Trồng thẳng trực tiếp ra đất thì khi đánh lên nó rất là trột. Khi đánh lên nó trột, thậm chí là về khách mà về trồng mà nó sẽ bị tèo. Nhưng mà bây giờ là biết làm rồi thì đều trồng nó bịch như này. Thì khi đánh lên là cây về rất đảm bảo nhá. Chị còn cây 120k không? Còn đấy bạn nhá. Hoa này nhanh tàn đúng không? Không, hoa này nó đỏ được 7 đến 10 ngày nhá bạn nhá. Hoa này nó đỏ được 7 đến 10 ngày. Trong tất cả các giống hồng cổ chỉ có cái giống hồng nhung cổ ấy, hay còn gọi là ta thơm. Hồng nhung cổ hay còn gọi là hồng ta thơm thì cây đấy thì nó mới nhanh tàn nhá. Nhà sách tài chính cho em coi với. Cây là 5 đến 6 tuổi ạ. Bạn nhà sách tài chính ơi, nếu bạn muốn xem cái ảnh cây hồng cổ Sapa hàng 120k thì bạn nhắn vào số điện thoại mình để đầu kênh, thì số điện thoại đuôi 210 ấy. Lát mình chụp ảnh cho nhá. Lát mình ra mình chụp ảnh cho. Mình gửi riêng cho. Cái hàng đấy mình còn ít thôi nên mình không phát bán nữa. Đẹp chưa? Đây hoa hồng đào cổ đây anh ơi. Hoa hồng đào cổ tán của nó khoảng 2 mét, hơn 2 mét. Đang mầm nụ chi chít luôn. Em xem một cái nào đẹp nào. Giá 4.5 triệu nha các bạn nhá. 4.5 triệu vanh gốc 12. 4.5 triệu vanh gốc 12, thoát thân 1 mét trở lên. Thoát thân 1 mét trở lên. Đấy. Toàn hồng Trung Quốc bón kích. Đây không phải hồng Trung Quốc các bạn, đây là hồng cổ Việt Nam. Bạn nói là hồng hồng Trung Quốc bón kích vào người ta lại cười vào mặt bạn ấy.
Đây là hồng cổ nhá, còn hồng Trung Quốc nó không có cái giống này đâu. Bên Trung Quốc nó không có cái giống này nhá các bạn nhá. Hồng này là hồng của mình, của Việt Nam mình, giống thuần cổ của Việt Nam mình. Bạn nào mà không biết mà cứ phát biểu linh tinh là nhiều bạn biết là các bạn đi cười vào mặt thôi đấy nhá. Hoa hồng cổ. Thân này, em quay sát thân này. Hàng này nhà em toàn bộ là hàng xanh sạch này. Hàng xanh sạch này. Các bạn nhìn nhá, em quay sát thân nhá. Đấy, thân của nó rất là luột, rất là đẹp. Và hàng này đều là hàng bón phân hữu cơ hết. Những cái hàng mà trồng hoa hồng ấy, hoa hồng có rất là nhiều loại. Cái hoa hồng mà trồng người ta cắt để cắt bông ấy, cắt bông để bán tuần rằm mùng 1 ngoài chợ ấy, thì nó phun rất là nhiều kích để cho bông hoa nó được to, được đẹp. Còn cái hàng này của bọn em nó hoàn toàn phải phân hữu cơ hết. Bởi vì hàng này bọn em là bán cây. Và cây là vận chuyển đi xa. Nếu mà bón chất kích thích vào thì cây nó sẽ không đảm bảo nhá các mọi người nhá. Đây này. Nhà ông tao làm vườn tao lại không biết. Ông mày làm vườn chứ mày làm vườn đâu mày biết. Đây. Đây là một thùng phân cá nhá. Đây là một thùng, thối quá. Đây là một thùng phân cá dùng chuyên để bón hoa hồng. Hoa hồng thì những cái hàng mà cây như này này. Những cái hàng cây như này là người ta chuyên bón bằng phân cá hoặc là đỗ tương xay ủ mục nhá mọi người nhá. Đỗ tương xay, đỗ tương ngâm đấy, ngâm thối lên để bón. Nói với những cái bọn mà nó ngu, nó cứ tỏ ra nó giỏi này, nó rất là nhập người luôn, thực sự luôn nhá. Đây toàn bộ đây là đều là hồng cổ hết, không một cây nào nó là rồng hồng Trung Quốc cả. Trung Quốc nó không có giống này, nó thật luôn. Trung Quốc nó làm gì có giống này đâu, Trung Quốc nó bao nó giống, nó làm gì có giống này đâu mà. Cái thằng đấy nó không biết là nó có phát biểu linh tinh ấy. Nó bảo ông nó mới thế nọ kia, mai nó là bảo bố nó. Mới bảo mai nữa nó lại nhận ở nhà nó. Nói với những thằng ngu đấy nó mệt lắm. Nó phát ngôn là đã biết là nó ngu rồi. Việt Nam, ở Việt Nam mình có hơn 300 giống hồng cổ, hồng giống hồng đang trồng tại Việt Nam. Nhưng hồng cổ của mình chỉ có khoảng 10 giống thôi. Hồng cổ của Việt Nam mình chỉ có khoảng 10 giống và chỉ có khoảng 5 giống là nó tức là nó khỏe, khoảng 5 giống là nó khỏe thôi. Ví dụ như hồng cổ này, hồng đào cổ này, hồng bạch cổ này, hồng điều cổ này, hồng bạch ho này, với hồng cổ Huế này, hồng quế son này, với hồng Sa Pa là 4-5 giống đấy là những cái giống mà nó khỏe thôi nhá. Còn mấy cái giống khác thì nó sẽ không khỏe, với cả hoa nó không đẹp. Hồng cổ mình có hơn chục loại cơ, nhưng mà cái mấy loại em vừa liệt kê ấy là những loại đẹp và khỏe. Còn những cái loại khác ấy nó có nhược điểm nhiều ấy, thì là nông dân mình không sản xuất đại trà nhiều. Đào cổ này là giá của nó là 4.5 triệu nhá mọi người nhá, 4.5 triệu ạ. Không có tuổi với hồng cổ Sơn La. Hồng cổ Sơn La thì nó lại một loại, là một loại khác. Hồng cổ Sơn La này nó là dòng hồng leo nhá mọi người nhá. Hồng leo. Nó không sản xuất được thành cái cây một thân như này thì nó không so sánh với nhau. Bởi vì cái hồng này nó là dạng cây, hàng chi nhá, hàng chi, hàng cây. Còn hồng cổ Sơn La với cả cổ Hải Phòng ấy thì nó lại là dạng hồng leo nhá. Hồng để chuyên để cho các bạn làm neo dàn ấy. Nó lại là một ngạch khác. Nó là loại khác nhá, nên là không so sánh được kiểu đấy. Các bạn không chuyên về hồng, các bạn không biết nên các bạn cứ hay phát biểu lung tung ấy. Hồng Huấn có khỏe không? Hồng Huấn thì ra mà hỏi Huấn này, hỏi em biết trả lời thế nào. Em ở Văn Giang, Hưng Yên nhé mọi người nhá. Xóm 10 Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên ạ. Xóm 10 Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên. Ở vườn này thì có đào cổ này, bạch cổ này, mới cả cổ Huế. Cổ Huế đấy ạ. Cổ Huế này, cái thằng cổ Huế này là cái thằng khỏe nhất này. Hoa hồng thì một căn bệnh của hoa hồng nó hay mắc phải là mà người chơi cực kỳ sợ nhá. Đó chính là cái bệnh dệt sáp, hay còn gọi là bệnh vảy ốc đấy. Cái bệnh đấy là nó sẽ có những cái con vảy ốc, nó sẽ mọc bò dọc cái thân này này. Đấy là căn bệnh mà cây hoa hồng người ta kỵ nhất, sợ nhất. Nhưng mà riêng thằng cổ Huế này là nó không bị mắc cái bệnh đấy. Nó bị mẫn cảm với cái bệnh đấy nhá. Cái con này, cái hồng cổ Huế này là nó mẫn cảm với cái căn bệnh dệt sáp luôn. Nó khỏe nhất trong tất cả các loại hồng. Mà hoa nó đẹp nên là nó bán rất là chạy hàng. Không anh ơi, đây là những cái cây em quay này là đào cổ với bạch cổ đây. Hồng cổ Sa Pa còn một cây thôi. Hồng cổ Sa Pa còn một cây đây. 4 củ rưỡi đây. Cổ Sa Pa nhá. Hàng này hàng bịch thuần nhá các bạn nhá. Hàng bịch thuần.
hay còn gọi là thuần bịch đấy. Cho xem cổ Sapa trên 20 triệu em ơi. Cổ Sapa trên 20 triệu em có hàng trên chậu nhá. Anh nếu mà anh muốn quan tâm thì anh qua số điện thoại em để đầu kênh em gửi ảnh cho. Đây này. Thợ làm đây này, thằng vứt kéo lung tung này, thằng mai đi tìm này. Đây. Bạn nào mà muốn mua ấy thì các bạn cứ nhắn tin vào số điện thoại mình để đầu kênh nhá. Đây là cầm tiện có cái kéo ở đây thì hướng dẫn mọi người cách hồng cổ Huế khỏe mà chị em trồng mấy chục cây chả sâu bệnh gì. Đúng rồi, con đấy khỏe, siêu khỏe luôn. Cái bọn bạch này mới cả bọn đào này nó thỉnh thoảng nó còn bị bệnh, nhưng mà cái cổ Huế nó gần như là không sâu bệnh luôn. Cổ Huế phải nhà bạn nào mà trồng rồi mới biết được. Rồi, em mà nói là nhiều bác các bạn chém gió thế nội kia ơi. Con cổ Huế này nó khỏe nhất này. Đây nhá, các bạn cắt tỉa hoa nhá. Các bạn cắt tỉa hoa này, ví dụ đây là cành hoa này. Các bạn chơi nó khi nó tàn ấy, các bạn đếm cho em này, các bác đếm cho em này. Một cái lá này, hai cái lá này, ba cái lá này, chỗ này là ba cái lá này mình cắt từ chỗ này. Đấy, tại sao lại đếm 1 2 3 cái lá? Đây. Một cái ngách lá này, hai cái ngách lá này, ba cái ngách lá này, thường là bọn em sẽ cắt, nếu mà cắt theo ngách lá thì sẽ cắt 1 2 3 đến ngách lá thứ ba là cắt. Thì cây nó sẽ bật được lên nhiều mầm. Nó sẽ bật được lên nhiều mầm khỏe. Thường sẽ cắt như thế. Này các bạn nhìn này, con này là con quế son này. Nhìn hoa nó khiếp không? Các bạn nhìn con này có khiếp không? Úi dồi, em nỡ tay em làm nó gãy rồi. Em nỡ tay mà nó gãy rồi, Hoa ơi, xin lỗi mày. Nỡ tay. Nỡ tay vùi hoa dập liễu. Em nỡ tay em vùi hoa dập liễu em làm nó gãy rồi này các bác này. Thôi sao? Số này có bao nhiêu bông đây? Đây. Thằng này là thằng cành bánh tâm sao? Đây 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 này, em nỡ tay em làm nó gãy cành. Đây là gãy cành những cái mắt này này. Cái cành này, cái cây hoa này là hoa cổ, cái này là quế son này. Quế son, cái cây này cũng là một trong những thằng đẹp này. Thằng này đẹp, là dễ trồng, dễ chăm sóc này. Thằng này đẹp, dễ trồng, dễ chăm sóc này. Đây này, đây là quế son, cái này thì 2,5 triệu. Cái 2,5 triệu. Tỉa nhá mọi người, ở nhà mọi người cứ tỉa khoảng 3 cái lá được. Đây này. Đấy, bọn em tỉa là, thường là sẽ tỉa 3 cái lá. 1, 2, 3. Tỉa 3 cái lá là được. Đấy là lý thuyết là tỉa 3 cái lá như thế là được. Tối thiểu là 3 cái lá là được. Nhưng mà có những cành mà nó như này chẳng hạn này. Thế cạnh cơ. Mình thích cơ. Mình thích như nào thì mình tỉa như thế. Quế son đẹp nhưng không thơm, đúng rồi. Cái hoa kiểu quế son này mà nó thật nhá. Quế son này nó còn hoa, nó còn đẹp hơn thằng cổ Huế. Nó màu đỏ này mà, màu nó màu đỏ đậm như này mà. Còn cổ Huế thì nồng nó màu hồng. Cái thằng quế son này hoa còn đẹp hơn cổ Huế, nhưng nó có nhược điểm so với thằng cổ Huế này mà nhiều người ta không thích nó này. Là bởi vì là thằng này thì hoa rất là sai. Hoa rất là sai. Nhưng mà nó lại thơm không thơm. Con này hoa rất là sai nhá, và hoa màu rất là đẹp. Màu rất là đẹp nhưng nó lại không thơm, thơm ít. Nên là người ta vẫn, khách người ta vẫn lựa chọn cổ Huế thay vì quế son, bởi vì hai con này hoa gần na ná nhau. Hoa gần na ná nhau. Tứ Mã kia ngồi như chó xem tắt ao kia. Thủy ơi nói chậm thôi em yêu. Vâng anh ơi, em sẽ nói chậm. Mình có cái tật là nói nhanh ấy. Nói chung là em có cái tật là nói nhanh, nói kiểu như cứ kiểu sợ người khác nói mất phần ấy. Nên là nói hơi nhanh một tí, mọi người thông cảm nhá. Đấy. Cứ cắt 3 cái lá tiêu chuẩn cho em là được nhá. 3 cái lá. Hái 3 cái lá cũng đủ bữa xào đấy. Vườn hoa nhà Lào mà đẹp đến thế. bốn chấm năm triệu các bạn ơi, 4,5 triệu một cây ạ. Đây, cây 4,5 triệu thì nó sẽ như thế nào, thì nó sẽ như thế này. Đuổi Tư Mã về đi chợ nấu cơm đi Thủy, ngồi như chó xem tắt ao ngoài kia kìa. Tư với cả Mã. Ở nhà em còn gọi là con khỉ đít đỏ, mặt lúc nào nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ ăn ớt ấy. Nó nhỏ thế nhá, mọi người về tối đừng mách ông nhá. Tối ông ấy lại đóng vai khỉ ăn ớt này, chết em. Thật mà. Ông ấy không biết ông lên mạng, ông ấy mọi người gọi ông ấy như nào tung hô ông như nào, đúng mà ông ở nhà em thật. Em đều gọi ông là con khỉ đít đỏ, mặt ông nhất là ông nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ đít đỏ luôn.
mẹ như kiểu khỉ ăn khỉ nhà người ta khỉ ăn chuối, khỉ nhà mình khỉ ăn ớt cơ. Thế mới sợ luôn. Khỉ ăn chuối, người ta khỉ ăn chuối, nhà mình khỉ ăn ớt. Đây là khỉ đã khỉ, còn khỉ đít đỏ cơ. Khổ lắm cơ. Con này đẹp này các bạn này. Thôi nói xấu chồng thì thôi, không gặp, không có bị gạch tên ra khỏi sổ đỏ, chết dở. Đây. Cái này đẹp này các bạn nhá. Cái này tán tròn hơn 2 mét, vanh hai vợ chồng kiểu cười thở gấp giống nhau nhỉ. Không phải kiểu cười thở gấp giống nhau đâu, mọi người cứ thử đi ra vườn mà xem, thằng nào cứ nói một hồi như em ấy. Phát like cứ nói một hồi như em ấy thì sẽ có điệu cười này nhá. Đi ra vườn làm xong là vừa phát like cứ vừa đi đi lại lại xong vừa tiếp mọi người ấy. Thì khi mà mọi người nói một lúc mà mọi người mệt ấy thì mọi người sẽ có cái điệu cười thở hắt ra, điệu cười thở hắt ra như của em. Tư Mã đã xem bên lai này. 20, 40, 60, 80, 90 phân. Đây là bệnh nghề nghiệp ý. Bệnh nghề nghiệp ấy. Khi các bạn phải các bạn phát like nhiều rồi thì các bạn sẽ có điệu cười thở hắt ra như kiểu người chết ý. Điệu cười của người chết. Thôi em xin phép tắt like đây. Cảm ơn các bác đã xem like. Còn hơn 100 bác ở lại giây phút cuối cùng. Mấy bác này là kiên trì lắm ấy này. Ngồi nghe cái giọng khe thé của em từ đầu like đến cuối like vẫn ở lại. Thì thở hồn hề tưởng tượng thích rồi. Vợ chồng nhà em ở với nhau chắc không khi nào buồn thì ui dồi, chửi nhau như chó mèo đây. Chó đang ngồi xem tắt ao đây. Thôi em xin phép tắt like đây. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem live stream của em Thủy. Đúng rồi các bạn ơi, cây là 4.5 củ đây. Cứ hàng cứ vanh 12, thoát thân 1 mét là 4.5. Tán to, tán hơn 2 mét ạ. Bác nào quan tâm thì nhắn tin vào số điện thoại em để đầu cây nhá. Em xin phép tắt like đây, cảm ơn mọi người.